Kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, ở ngay trước cái Auto House, tức là nơi bán xe Opel. Đây là một cái công ty Thorsten Kesselshaft, tức là một công ty con của tập đoàn GM tại Mỹ, và cũng tại đây đã sản xuất ra dòng đã bán và tiêu thụ cũng như bảo hành những cái dòng xe là Opel Car, là cái dòng xe mà tương tự như là cái xe VinFast Fadi hiện nay đang được bán và tiêu thụ và quảng cáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, cái thời gian vừa qua các bạn cũng đã biết, trong nước đã đưa ra những cái thông tin về cái dòng xe này bắt đầu bán vào ngày 17 tháng 6 2019, và ngay lập tức khi chiếc xe này được bán ra thì đã gây ra những cái dư luận xã hội, người khen và người chê. Và cụ thể nhất, như các bạn cũng đã xem những cái tờ báo, trang báo trong nước và đặc biệt là trên mạng xã hội đã đăng tải về việc chiếc xe VinFast Fadi đã gặp phải sự cố kỹ thuật rất nặng nề khi mà mới phát hành ra, đó là việc bùn của ô tô khi mà đi đựng nước và bùn có thể bắn vào trong ô tô và chảy vào trong phía sau đèn. Và điều này thì theo đánh giá của những người sử dụng xe ở trong nước thì nó sẽ gây ra cái làm đèn nó mờ đi và sẽ rất dễ gây tai nạn khi mà đi trời tối, bởi vì cái người sau sẽ không nhìn thấy xe đằng trước, hoặc là khi họ phanh họ dừng thì người sau cũng không nhìn thấy nếu mà những cái đèn đó bị che đi. Vậy đấy là một cái lỗi rất nặng đối với xe VinFast Fadi trong thời gian vừa qua. Và các bạn có thể tham khảo những thông tin về cái chiếc xe này bị lỗi như thế nào ở trên những cái phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, và đặc biệt là trên những cái trang báo mà trong nước đã đăng ra, thì các bạn cũng sẽ tự tìm hiểu thêm những cái thông tin này. Đây là hình ảnh về cái phản ánh đó của người dân. Đây, họ ghi rất rõ. Ở đây hơi gió, tức là đây các bạn sẽ thấy là người dùng phản ánh hiện tượng bùn chảy qua khe cản của VinFast Fadi. Đấy, và cái xe này ấy, cái xe VinFast Fadi này ấy, thì là nó tương đồng với cả cái dòng xe Opel Car mà các bạn cũng đã thấy ở phía sau của tôi. Đây là hãng xe Opel mà bán cái xe Opel Car ở đây. Và cái dòng xe này theo như điều tra của chúng tôi vào lần phát trước thì các bạn cũng đã biết là đã được bán tại Đức vào lần, tức là các bạn không thể đặt được thêm xe mới bởi vì họ đã dừng sản xuất từ cuối tháng 5 năm 2019, tức là họ cũng không sản xuất cái xe Opel Car nữa, và không hiểu là những cái dây chuyền đó họ chắc chắn họ sẽ lại bán cho những cái nước thế giới thứ ba hoặc là những cái nước chậm phát triển như Việt Nam của chúng ta. Và trong những rất nhiều bài báo cũng rất nhiều thông tin trên mạng cũng đã nói rằng chiếc xe Opel Car đó tương tự với cả chiếc xe VinFast ở trong nước. Và nhiều bạn cũng đặt câu hỏi, thế thì khi mà đã giống như vậy rồi thì tại sao lại còn phải thử test, tức là thử ở châu Âu nữa? Thì thưa các bạn rằng bất cứ chiếc xe nào khi mà thay đổi thương hiệu cũng như là thay đổi cấu hình và hình thức cũng như điện của nó và những cái vấn đề bên trong của nó thì đều phải đi thử kỹ thuật ngay từ đầu, từ tất cả mọi phương tiện như độ an toàn, rồi là cũng như là độ tiêu hao nhiên liệu và cái vấn đề và bảo vệ môi trường của nó. Và chính vì vậy mà chiếc xe VinFast Fadi buộc phải đi thử ở nhiều địa điểm khác nhau, và một cái nơi mà rất quan trọng nhất cần phải thử thì đó là tại cái trung tâm tại châu Âu. Thì trong cái phóng sự lần trước thì tôi cũng đã nói rồi, thì họ cũng trong các bài báo trong nước cũng nói là có đi thử. Đây các bạn xem, họ thử tại Euro NCAP. Thế nhưng mà theo như thông tin trong báo chí trong nước đăng là VinFast đã đưa cái xe này đi thử tại Euro NCAP từ tháng 3 năm 2019. Thế nhưng mà theo như chúng tôi đã hỏi thì họ đã nói rằng là gửi văn bản cho chúng tôi và nói rằng là xin chào, rất tiếc là các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Và đấy, như vậy là điều này chứng tỏ rằng đây là một cái việc gian dối rất nghiêm trọng đối với những người đã phải mua chiếc xe mà không được thử như là đã thông báo trước đó. Vào cái việc này thì chắc các bạn cũng đã biết trong những chương trình phóng sự lần trước của chúng tôi mà các bạn đã theo dõi. Vậy thì sao? Sau khi chiếc xe mà VinFast Fadi đã ra đời ở trong nước thì lập tức có những cái bài báo đăng lên về những cái lỗi kỹ thuật của nó, và những bài báo đó ngay buổi chiều ngày hôm buổi chiều sau một buổi chiều thì những cái bài báo đó lập tức lại bị xóa đi, bởi vì là chắc chắn là sau phía sau là có những cái thế lực nào đó nó đã can thiệp vào, và cái thế lực đó thì không ai khác ngoài chính là cái chủ hãng xe đó. Thì các bạn cũng phải hiểu rằng là họ không bao giờ muốn những cái thông tin xấu đưa ra, mà đối với chiếc xe mà khi mới ra đời mà đã phải có những cái lỗi rất là nặng như vậy, lỗi rất sơ đẳng như vậy, tức là nước chảy vào xe khi mà xe chạy
Và ở Việt Nam chúng ta thì các bạn cũng biết rằng là cái nơi mà ẩm thấp, mưa nhiều và mưa rất là lâu. Nếu mà gặp trường hợp mới đi như vậy mà đã bị bùn chui vào xe rồi, bởi vì nó thiếu cái chắn bùn ở lốp, thì đấy là một cái lỗi rất sơ đẳng của một cái người mà làm xe là không có kinh nghiệm, và những cái đội ngũ làm xe là rất là kém. Và với cái lỗi đó, nếu ở châu Âu thì có lẽ chiếc xe đấy thì chả ai mua nữa, và họ phải kiểm tra lại cẩn thận, cũng như là có cái đánh giá chuyên môn một cách của những cái nơi độc lập, chứ không thể đưa vào những cái chỗ mà ví dụ như là General Motors tự đưa sang Nam Triều Tiên ở đâu đó đánh giá nói là tốt. Thì cái điều đấy là cái nhà sản xuất thì đương nhiên họ phải tự sản xuất và tự đánh giá. Thế nhưng mà cái việc mà quan trọng nhất là phải thông qua những cái nơi đánh giá độc lập thì mới có thể là chấp nhận là chiếc xe đấy là lưu thông trên đường, và cái đánh giá đấy mới khách quan. Thế nhưng mà chỉ mới ra và có những cái thông tin về việc là chiếc xe đã bị lỗi thì lập tức là những bài báo ở trong nước như vậy đã bị khống chế và bị xóa đi như thế này. Thì các bạn cũng đã thấy trong thời gian qua chúng ta luôn luôn chứng kiến hình thức là Việt Nam bài báo sáng đăng và trưa xóa, chiều xóa. Đấy là cái điều mà rất là tệ hại đối với báo chí trong nước, tức là báo chí nhà nước, bởi vì là trong nước thì không có báo chí tư nhân. Chính vì vậy là những cái mạng xã hội và những cái mạng YouTube khác, đấy là cái điều, những cái kênh mà chúng ta có thể xem và tham khảo tốt hơn là những cái tờ báo trong nước mà họ cứ đăng rồi họ lại xóa, đăng rồi lại xóa. Như vậy là họ không đứng về quyền lợi của người lạ, tức là người mua hàng và người tiêu dùng và người dân, nhân dân Việt Nam, 90 triệu dân Việt Nam là họ không đứng vào, mà họ đứng vào phía quyền lợi của các doanh nghiệp, có thể là họ bị mua bằng tiền. Và điều đó thì chứng minh bằng cái việc là đã có những cái bài báo của đã vừa được phát hành tại trên thế giới viết về VinFast và viết về ông Phạm Nhật Vượng. Thì trong đó họ cũng nói rằng là họ đến những cái họp báo của ông Phạm Nhật Vượng thì được tặng phong bì trị giá khoảng 2 triệu đồng Việt Nam, nhưng họ rất ngạc nhiên và họ đã đem trả lại những cái phong bì đó. Và đấy là một hình thức hối lộ, một hình thức rất là không bình thường ở những cái đất nước mà khi mà báo chí tự do như ở Đức và các nước khác. Bởi vì là với những đồng tiền đó thì họ có thể làm cho thông tin nó bị sai lệch đi, và người mua và người sử dụng là sẽ không được tiếp cận cái thông tin, cái sự thật của nó đưa ra. Và điều đó thiệt thòi cho cái sự phát triển của đất nước, thiệt thòi cho những cái người đã bỏ đồng tiền và tin tưởng vào những cái nơi mà sản xuất ra cái sản phẩm đó. Họ đã dùng truyền thông để họ bán hàng, chứ không phải là cái chất lượng sản phẩm để bán hàng. Và cũng trong ngày sáng nay, ngay sáng nay thì chúng tôi đã phát hiện ra có một cái thông tin rất là đặc biệt. Đó là trên cái trang mạng xã hội, trang OFFB, tức là OFFB với trang này đã bắt đầu đăng tải quảng cáo về cái việc là chiếc xe VinFast này, tức là VinFast Lux, là được bán ở nước ngoài hay không. Đây là một cái người ta đã đăng và người ta đặt câu hỏi như vậy, tức là họ cũng không dám khẳng định nhưng mà họ đặt câu hỏi và đưa những hình ảnh mà các bạn cũng đã thấy trên cái trang này đã đăng trong buổi sáng nay. Nhưng mà cái hình ảnh đó chỉ là những hình chung và họ chỉ là đặt câu hỏi thôi. Thì qua cái điều tra của tôi thì đây là chiếc xe mà đã được đăng ký tại cái biển số đăng ký là ở thành phố Graz thuộc Austria, tức là Áo, cách Berlin cũng không xa. Và sau đó thì tôi cũng đã ngỏ ý trên cái trang này rằng là chúng tôi sẽ sang tận nơi tới cái thành phố này, Graz này, để chúng tôi điều tra cái xe này, và chúng tôi sẽ cùng với cả bạn đọc cũng như nhờ những cái người quan tâm khác tìm hiểu để xem chiếc xe này thực sự là cái chất lượng ra làm sao trong quá trình thử, và họ thử cái gì, và liệu chúng ta có nên bỏ tiền mua cái chiếc xe này hay không, hay là chúng ta phải đợi một thời gian nữa mới biết được cái chất lượng cụ thể của nó. Đây là một cái thông báo ở trên của người tên là Diễn Bùi ở trên diễn đàn OFFB ở trong nước, nói về việc là cái chiếc xe, đặt một cái câu hỏi là liệu chiếc xe VinFast Lux này có phải bắt đầu được bán ở nước ngoài hay không. Đây các bạn nhìn thấy, đây là hình ảnh, và đây là gần đây chúng tôi phóng to cái hình ảnh đó ra cho các bạn cùng thấy. Thì đây là hình ảnh của chiếc xe đó với cái biển số xe đã được đăng ký ở cái thành phố đó, tức là Graz. Đây các bạn nhìn thấy, đây chiếc xe đó. Đây. Cái biển số của nó là KG762TI, và chữ A đấy ở góc đó, chữ A ở góc đó thì có nghĩa là Australia, là Áo. Và các bạn quan sát kỹ thì thấy là chiếc xe này có hình dáng đúng là chiếc xe của VinFast Lux, và đang đỗ ở một cái sân nào đó ở một cái địa phương này. Và chúng tôi tiếp tục tìm hiểu trong cái thời gian vừa qua thì thấy biết rằng là chiếc xe này là cũng có đang có cái vấn đề về cái
khả năng chiếc xe này rất có khả năng đang có vấn đề về cái lỗi kỹ thuật là cái bình xăng, tức là bình xăng. Đây các bạn nhìn thấy cái bình xăng của chiếc xe này là nó dường như là nó cứ tự động nó bật ra, khi mà đi nó bật ra, tức là phần điện điều khiển là có lẽ đang trục trặc thế nào đó. Thì tất nhiên là một chiếc xe mà đem đi thử thì nó còn rất nhiều những trục trặc, rất nhiều những cái điều cần điều chỉnh. Thế nhưng mà cái đây là một cái lỗi mà có thể là nhìn qua chúng ta sẽ thấy là cái nắp bình xăng nó bật ra, nó tự nhiên bật ra. Đấy, thì cũng có thể đối diện với chuyện là chiếc xe mà đang đi mà nó bật ra. Và tất nhiên là đang đi mà bật nắp xăng này ra thì cũng khá nguy hiểm, mà nó không hay ho gì với một chiếc xe mà chúng ta nếu ở trong nước bán với giá hơn 1 tỷ đồng Việt Nam mà lại mua chiếc xe mà vừa đi vừa bật nắp xăng ra thế này thì rất nguy hiểm. Bởi vì là chiếc xe này thì theo chúng tôi điều tra thì đã có thể là họ đã được tức là có cái tem kiểm định ở Úc, ở Áo để họ có thể tự chạy trên đường phố trong một cái thời gian nào đó thì họ mới có biển được. Và chúng tôi ngày thứ hai tới chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi về bên đăng ký xe của cái thành phố Kras ở Áo này và tiếp tục sẽ cung cấp cái thông tin cho các bạn để các bạn biết rằng là liệu chiếc xe này là ai là chủ sở hữu và cái công ty nào đã thử và họ đang thử cái gì và liệu có đúng cái chiếc xe này là ở Áo hay không, hay là có thể nó ở một chỗ nào đó và người ta dập một cái biển giả như thế này người ta gắn vào để người ta chụp ảnh đưa lên để quảng cáo thôi. Thì tất cả những cái thông tin đó thì chúng ta phải đợi thêm cái thời gian một vài ngày tới để chúng tôi sẽ tìm hiểu để giúp các bạn biết cái rõ sự thật. Nhưng mà rõ ràng là chiếc xe này khi mà đang thử thì đang chạy vận hành, tức là đang thử mà có biển số đàng hoàng thì như vậy là nó phải được chạy, mà đã được chạy rồi mà lại bung cả cái nắp xăng này ra thì là khá nguy hiểm. Và cái lỗi này là lỗi rất sơ đẳng, là một lỗi nữa rất sơ đẳng đối với một xe hơn 1 tỷ. Đấy, thì không biết là nó còn bật những cái gì ra nữa, có thể là bật những cái thứ nọ thứ kia ra, hoặc là nó không đảm bảo về độ an toàn, thì chắc chắn là cái xe này còn phải thử rất nhiều. Và những cái thông số kỹ thuật thử thì chắc chắn là sẽ được công bố. Nhưng mà liệu ông Phạm Nhật Vượng và VinFast có công bố hay không và để cho mọi người biết và mọi người cùng kiểm chứng, thì đấy là một cái điều đang còn là một câu hỏi lớn. Và đây chiếc xe đó thì đang đậu trong một cái khu giống như khu xưởng một khu văn phòng nhỏ ở một cái chỗ mà có thể là ở châu Âu, bởi vì là theo như chúng tôi biết thì những cái hình ảnh này thì có khả năng nó nằm ở châu Âu. Và cái biển số xe đó là biển của Áo, tức là ở thành phố Kras thuộc Áo, và đây cách Berlin không xa. Và đấy thì nó đang là xe thử đấy nhá, đây là xe thử. Và các bạn cũng đã biết rồi, trong nước ấy, thì thường xuyên là ông Phạm Nhật Vượng là luôn đưa ra là khoảng 3 chiếc xe như thế này, 3-4 chiếc xe như thế này, và khoảng 2 chiếc xe gọi là xe nó lớn hơn một chút, và đấy, xe gọi là xe địa hình lớn hơn một chút, để và họ mang sang gọi là sang nói là mang sang Tây Ban Nha rồi mang sang Áo để thử. Thế nhưng mà nó chỉ chạy lanh quanh đâu đó thôi, nó thử mà không thấy sang Đức, mà nói là xe của Đức mà lại không thấy sang Đức thử. Đấy, mà lại đi vào những cái nước nào đấy, chỗ là góc nào đấy, góc khuất nào đấy, thì cũng phải cần đặt câu hỏi là liệu họ thử thế nào và có đúng là thử hay không, hay là đấy là chỉ là hình thức để họ mang ra. Bởi vì các bạn cũng sẽ để ý rằng là những cái hình ảnh mà những chiếc xe này được chụp ở trong nước ấy, thì thường là nó có thể là thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy là họ chụp dăm cái phía trước, dăm cái phía sau, nhưng mà nếu mà đếm đi đếm lại thì thấy cứ khoảng chỉ có 3 cái dạng như này thôi, và có khoảng 2 cái xe gọi là xe địa hình một chút, lớn hơn một chút, có vậy thôi. Tức là lúc thì xếp ngang, lúc thì xếp dọc, lúc thì thẳng hàng, lúc thì chéo chéo. Đấy, có cái thì chở ông Phúc, đấy, có cái không. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà chúng ta cần phải kiểm chứng trong thời gian tới, là liệu những chiếc xe này đang ở đâu, đang được thử ở đâu và thử cái gì, và nó có vấn đề gì trục trặc kỹ thuật hay không, và những cái lỗi kỹ thuật này phải sửa, vì nếu mà sửa hết bao lâu, và nếu mà sửa xong rồi thì liệu nó có tốt và có đảm bảo cạnh tranh với cả những cái xe cùng loại, cùng chủng loại, cùng cái giá tiền như vậy ở trong nước hoặc là trên thế giới hay không. Thì đấy là một câu hỏi mà cho đến nay cũng chưa ai biết được nó thế nào, bởi vì nó chỉ có vài cái. Thì trong lúc mà những cái tờ báo trong nước đăng rằng là đưa xe ra nước ngoài thử, trong đó có cả đưa sang Euro NCAP để thử, thì chúng tôi điều tra ra thì không hề có cái điều đó, tức là không có đưa Euro NCAP thử. Họ cũng xác nhận là trong năm 2019 là không nhận được chiếc xe nào của VinFast cả. Mà như vậy là nếu mà thử ở Áo, thì nếu mà Áo thì cái trung tâm của Euro NCAP nó nằm ở Bỉ, mà ở đó thì nếu mà thử phải đưa vào đó chứ không phải ở Áo. Như vậy là cái chỗ thử này của Áo là nó là cái chỗ thử có lẽ thử cá nhân, thử tư nhân, hay là có khi nó chỉ mang sang chạy ra chạy vào xong rồi chụp ảnh để quay phim để tưởng rằng để thử thôi,
Nhưng cái đó thì không rõ ràng nó có thử hay không. Đấy, thì cái điều này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra trong thời gian tới và cung cấp thông tin cho các bạn để biết cái sự thật là cái chiếc xe này có đang thử hay không, hay là chỉ khi có khi là chỉ đăng gắn biển rồi xong đỗ ở đâu đấy hoặc chạy ra chạy vào một tí chụp ảnh rồi lại cất đi đấy. Mà sau đó rồi để trong nước lại ngày 17 tháng 6 vừa rồi lại mở bán xe VinFast pha đi ngay đấy, mà trong cái xe đó là không hề được thử ở bên này. Thế vậy phải chăng rằng là có cái vấn đề ở đây là một mặt là tuyên bố là nhập dây chuyền công nghệ Đức châu Âu về để sản xuất, nhưng mà chỉ có khoảng 3 đến 5 cái thôi, cứ chạy đi chạy lại mãi, lúc thì đưa lên triển lãm ở Paris, thuê David Beckham rất nhiều tiền, đưa Hoa hậu Việt Nam sang để quảng bá quảng cáo, thế nhưng mà sau đó rồi bán cái dòng xe khác, xe rất rẻ tiền và xe chưa được kiểm định độc lập ở bên châu Âu như họ đã nói. Thì đây là cái vấn đề mà nghi vấn rất lớn của việc là liệu là cái chuyện đó là có thật hay không, cho cái chuyện thử hay không, hay là đây là cái chuyện là chỉ là đưa xe sang chạy ra chạy vào chụp mấy cái ảnh xong rồi nói là đang thử. Thì cái đó chúng tôi sẽ điều tra tới đây trong thời gian tới một cách rõ ràng nhất để cung cấp cho các bạn biết là ai đang sở hữu cái xe này ở Áo và họ dùng cái xe này để làm gì, để đi lại hay để thử, người ta mua hay là đây là một công ty. Thì cái điều đó sẽ rõ ràng trong thời gian tới và chúng tôi sẽ đặt câu hỏi đối với cả cái nơi đăng ký xe tại thành phố Kras của Áo để phục vụ các bạn những thông tin chính xác nhất. Và đây các bạn cũng đã thấy rất rõ ràng cái hình ảnh mà ghi lại và chúng tôi đã phóng to ra, đây là cái biển số xe này của cái xe VinFast Lux đây, được cho rằng là được đăng ký ở Áo, biển là KG762TTI, đây là biển số xe đấy, và đây là biển số xe mà đã được cho rằng là đăng ký ở Áo, nhưng mà cũng không rõ rằng là cái biển này là biển thật hay là biển, có thể là biển giả, tức là người ta có thể in đâu đấy xong dập cái biển ở bên này chỉ có 15 đồng thôi, 15 euro xong gắn vào chụp ảnh, nó chạy lấy độ cho đỗ đồ đấy chụp ảnh thế thôi để làm hình thức đấy, nhưng mà cũng có thể họ thử thật. Thế là tất cả những cái thông tin đó là chúng ta phải tìm hiểu tiếp và tôi sẽ tìm hiểu cho các bạn để cung cấp cho các bạn biết là cái sự thật là như thế nào, hay là đây là một chuyện là làm hình thức thôi, giống như là đóng kịch để bán hàng thôi đấy. Thì và vì họ nghĩ rằng là ở Áo hoặc ở những cái nước khác trên thế giới thì không thể kiểm tra, không thể kiểm chứng được, nhưng không biết rằng là chúng tôi ở châu Âu và khắp nơi trên thế giới để chúng tôi có thể đến và chúng tôi kiểm tra tất cả những cái gì mà chúng tôi muốn để cung cấp cái thông tin đúng nhất cho cái người dùng ở Việt Nam biết và mua cũng như là sử dụng vào cái mục đích hợp lý nhất cái đồng tiền của mình. Và cái điều tra của chúng tôi thì rất là rõ ràng ở chỗ là đây chúng tôi cung cấp cho các bạn cái thông tin, đây là những cái địa danh mà với những cái địa danh này, đây là những cái địa danh của tại nước Áo và đây là cái đầu biển số xe của họ, gồm có rất là nhiều chữ cái ở đầu tiên và chữ K đấy tượng trưng đấy là cái địa danh đó, tức là Kras, tức là cái thành phố Kras nhỏ ở Áo, và ở đấy thì nếu mà đăng ký xe thì sẽ được cấp cái biển số có chữ K ở đầu, chữ G ở đầu đấy, chữ G ở đầu thì đấy là thành phố Kras, và thành phố này rất nhỏ, nó mà so với Việt Nam thì rất bé thôi đấy, thì cái tìm cái xe này không khó và chúng tôi sẽ hỏi và tìm cái xe này để phục vụ các bạn biết cái thông tin cụ thể nhất trong cái thời gian tới, bởi vì từ Berlin mà sang đến Áo thì chúng tôi nếu mà bay máy bay chỉ khoảng tiếng đồng hồ là chúng tôi sang đấy rồi đấy, thì chúng tôi sẽ tìm thông tin để phục vụ các bạn là đến tận nơi, và nếu mà chúng tôi thấy cái xe đó thì chúng tôi sẽ quay phát và chúng tôi sẽ hỏi cái người chủ xe đó, cũng như là nếu có họ cho phép một cách thông tin tự do thì chúng tôi sẽ quay cái xe đó nó như thế nào và cái người sử dụng xe đấy họ sử dụng xe họ thấy thế nào đấy. Đấy, đây là cái xe đã có cái biển G tại thành phố Kras tại Áo, đấy là cái phát hiện rất mới của ngày hôm nay mà chúng tôi công bố cho các bạn. Và đây là cái bằng chứng cho biết là cái biển số xe đó là đây là biển số KG, tức là G và thành phố, tên thành phố tức là Kras đấy, tức là Osterreich tiếng Đức. Tiếng Pháp, tiếng Đức thì có nghĩa là nếu mà dịch ra tiếng Việt thì các bạn thấy là đấy là cái từ là thành Áo đấy, là Áo đây, biển G đây, các bạn nhìn thấy rõ nhá đấy, G này, thành phố là Kras này đấy, và trên địa danh là Österreich này, thì cái này các bạn có thể cứ tra trong cái đánh cái chữ là Österreich Kansai G, tức là đánh vào Google thì các bạn tìm ra ngay là cái thông tin này ngay là cái biển số xe đó là ở thành phố nào. Thì cái điều này là chúng tôi đã tìm hiểu sáng nay rồi, và các bạn nào muốn tra khảo lại cho đúng hay không thì các bạn hãy đánh xe đánh những cái thách đánh cái chữ này vào đây. Tất nhiên lát nữa chúng tôi cũng sẽ chèn cái đường link này vào để các bạn tiện tra cứu về cái nguồn gốc của chiếc xe này, để các bạn biết là và
tiếp tục tìm hiểu thêm. Và thậm chí có những người Việt Nam, có những cái doanh nghiệp ở gần cái thành phố này cũng có thể tự ra tìm hiểu để cung cấp thêm thông tin cho các bạn đọc trong và ngoài nước cũng như là trên các mạng phương tiện xã hội để biết thêm. Và cái thành phố Class này thì nó rất là nhỏ, nó chỉ rất bé. Đây, ở đây là cái thành phố Class. Đấy, các bạn thấy, đây là cái bản đồ chúng tôi đã ghi rất rõ. Đấy, thành phố Class này nó nằm ở phía giữa giữa của thành phố của Áo và rất bé thôi. Đấy, đấy. Nếu mà tra trên map, Google Map cũng sẽ ra và chúng tôi cũng sẽ gửi các bạn cái đường link cho cái thành phố này để các bạn lát nữa có thể tự tham khảo ngay sau cái video livestream này của tôi của ngày hôm nay. Đấy, các bạn nhìn thấy thành phố Class, nơi chiếc xe của VinFast Lux đang đăng ký, gọi là đã được đăng ký ở đó để chạy. Nó không biết là chạy thử hay là có khi chỉ là để đăng ký để chụp ảnh để quay phim thôi. Đấy thì cái đấy là cái điều đó để chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm. Và có một điều phát hiện nữa của chúng tôi phát hiện nữa, đấy là chiếc xe VinFast Lux này á thì đã có một cái tem. Bởi vì sao? Đó là chúng tôi nói rằng ở thành phố Class thuộc nước Áo, bởi vì là cái theo luật của Áo ấy thì là khi tất cả các phương tiện lưu thông ở trên đường muốn chạy được, chạy thử hay là chạy lâu dài thì đều phải có tem kiểm định, tức là tem kiểm định dán ở góc xe, dán ở góc cửa kính xe bên trên cùng, nó nằm bên trên cùng và bên cái người ghế phụ đấy, và tức là bên trái. Thì đây là cái hình ảnh mà tôi đã đánh dấu cho các bạn thấy. Thì nếu mà dí sát vào, phóng to cái ảnh lên, các bạn sẽ thấy đây là cái chỗ cái dấu tròn đó, thì đấy là cái tem trắng nhỏ. Đây, các bạn thấy không? Đấy, tem trắng nhỏ. Đây, vâng, đây là cái tem trắng nhỏ mà tôi đã đánh vòng màu vàng ở đó để các bạn tự tra khảo. Đây là cái tem kiểm định của Áo khi mà các bạn muốn lưu thông một chiếc xe trên đường hoặc là đăng ký xe thì đều phải có cái tem này. Và như vậy là điều đó chứng tỏ rằng là chiếc xe này đang ở Áo và ở thành phố Class là rất có nhiều khả năng xảy ra. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi cái nơi đăng ký xe của cái địa phương này để cung cấp cho các bạn thông tin cụ thể và chi tiết về chiếc xe VinFast Lux đang ở Áo như thế nào, được sử dụng vào việc gì và có thử hay không, hay đấy là chỉ là hình thức. Đấy, đây là chiếc xe và cái hình tròn đó là cái tem kiểm định. Và tôi cũng đã ngoài ra cũng đã lấy một hình ảnh khác của một chiếc xe khác có biển số ở cũng ở thành phố Class này, tức là của Áo, và nó cũng có một cái tem kiểm định y hệt như thế. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, ở góc xe đấy, chỗ vòng tròn đấy, đấy tem kiểm định đấy, thấy không? Dạ. Đấy, là nó cũng rất rõ ràng là được đánh dấu ở trong cái góc trên đấy, là tem này là để kiểm định thì mới được chạy ra. Và cái xe mà các bạn đang nhìn đây là xe BMW thì cũng có cái biển G, tức là cũng của cái thành phố đó, Class. Đó, như vậy là để chứng tỏ rằng là cái xe mà VinFast Lux đó là có cái tem kiểm định dán ở cái thành phố Class đó và ở Áo, thì để chúng tôi có điều kiện hỏi và tra cứu chi tiết hơn về chiếc xe này đang làm gì ở thành phố đó và nó chất lượng ra sao. Đấy. Và sau khi tôi công bố trên Facebook của tôi cái thông tin là ngày hôm nay tôi sẽ làm chương trình truyền hình trực tiếp để nói về chiếc xe VinFast Lux mà đang được cho rằng là đang được thử nghiệm ở thành phố Class thuộc Áo cách đây không xa, tức là khoảng 1 giờ bay thôi, thì ngay lập tức thì tôi cũng comment vào cái trang ô tô full đó ở Việt Nam về ô tô, thì lập tức là chỉ sau khoảng 5 phút thì tôi đã còn không thể truy cập trang này được nữa. Đây, các bạn nhìn thấy không? Tức là lập tức là cái trang này đã block luôn tài khoản, tức block luôn cái tôi khỏi cái trang đó và họ không cho phép truy cập vào cái trang này nữa. Tức là tóm lại là không muốn có cái sự tranh luận, không muốn có cái thông tin, nghe cái thông tin gì về cái xe VinFast Lux này ở trên cái trang tranh luận, tức là trang rất là lớn ở Việt Nam, tức là group này, ở cái group đấy OFFB, đấy các bạn nhìn rất rõ. Đấy, tôi dí gần lại để các bạn tra khảo. Thì đây là không có thể vào được cái trang này nữa. Tức là khi tôi tuyên bố là tôi sẽ làm livestream ngày hôm nay và tôi sẽ tiếp tục điệu sang tận thành phố Class của Áo để điều tra về chiếc xe này, thì lập tức là cái trang này, trang là OFFB Việt Nam này, nơi mà đang đăng tải mấy cái ảnh của cái xe đó, VinFast Lux, và nói rằng là bắt đầu bán xe đó, thì lập tức họ đã block tôi và không còn xem được cái trang này nữa. Và qua những cái thông tin mà những cái người bạn vẫn theo dõi cái trang đấy thì họ cũng nói với tôi rằng là ngay cả cái hình ảnh mà trước đó họ đã chia sẻ ở trên trang trang đó, tức là trang OFFB này, thì ngay cả những cái hình ảnh này thì cũng đã bị xóa đi, hình ảnh này xóa đi.
tức là cái hình ảnh này, cái chia sẻ, cái status này đã có hơn 6, lúc tôi xem là hơn 6.000 lượt thích, rồi hàng nghìn lần chia sẻ. Thì ngay cả những cái status này của cái người tên là Diễn Bùi, Diễn Bùi, đây, cái này các bạn cũng sẽ không tìm thấy nó nữa. Chúng tôi cũng sẽ comment tha cái này ngay xuống dưới cái bài này sau khi mà chúng tôi livestream. Tức là họ xóa ngay cái thông tin mà họ vừa đưa ra được một lúc. Tức là sau khi tôi comment vào, tôi nói rằng là tôi sẽ tới tận thành phố Crash, tôi điều tra chiếc xe này, thì họ xóa ngay lập tức cái status này và block tôi ra khỏi cái trang này luôn. Và không muốn cho tranh luận, không muốn cho đăng ký thông tin bất cứ thông tin gì, mặc dù không có vi phạm bất cứ cái tiêu chuẩn cộng đồng nào của họ, và cũng không nói bất cứ cái từ nào không lịch sự cả, bởi vì tôi chỉ nói rằng là tôi sẽ điều tra. Nhưng mà lập tức họ block ngay, và cái ngay cả cái status của ông Diễn Bùi này cũng lập tức là bị xóa, tức là xóa ngay khỏi cái trang đó. Thì các bạn phải thấy rằng là cái quyền lực của cái người chủ cái hãng xe VinFast đó, hoặc là của cái tập đoàn đó rất lớn. Tức là ngay cả những cái phương tiện truyền thông công cộng như là mạng xã hội, họ cũng nhúng bàn tay vào để họ không quảng cáo được. Họ định quảng cáo cái xe này để họ nói là họ đang bán, nhưng mà cuối cùng thấy có vẻ như là lộ ra cái mục tiêu là, bởi vì khi mà tôi nói tôi điều tra thì tôi sẽ điều tra đến cùng, ra tận nơi. Thì nhưng mà thì họ thấy có lẽ là họ sợ về cái thông tin sự thật nó sẽ được đưa ra, cho nên là họ đã xóa vội những cái thông tin status mà họ đưa vừa đưa buổi sáng đi. Đấy, thì điều đó rằng là chứng tỏ rằng là cái sự làm ăn của những cái công ty này, những tập đoàn này rất mờ ảo, rất là không đáng tin cậy. Và những cái người mà mua những sản phẩm của công ty này chắc chắn là sẽ gặp tai họa rất lớn trong cái thời gian tới. Hoặc là những cái người mà ủng hộ những cái tập đoàn như VinFast hoặc là VinGroup này chắc chắn sẽ là những cái người mà cần phải đặt câu hỏi. Như chúng ta đã thấy là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua chống tham nhũng, rồi ông Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy. Nhưng mà ông Phúc thì luôn luôn là đến cái tập đoàn này để quảng cáo, để ủng hộ rất nhiều. Thế nhưng mà cứ thông tin nào xấu đưa ra, tức là thông tin nào mà không có lợi cho họ, hoặc khi người dân bình luận về chiếc xe VinFast Fadi bị chảy nước vào trong khi đi, rồi là khi mà người khác bình luận nói rằng là đến tận trụ sở của họ ở Grass, thành phố Grass ở Áo để điều tra, thì họ lập tức xóa ngay những cái tin này đi, và lập tức là block những cái tiếng nói như chúng tôi, khi mà chúng tôi muốn đưa những thông tin sự thật cho bà con biết thì họ block ngay. Đấy, đấy là cái điều mà rất nguy hiểm đối với truyền thông trong nước, đối với cả những cái kể cả người mạng xã hội. Thì các bạn phải biết rằng là đấy giống như cái bàn tay của mafia, của Bạch Tuộc đang phao phủ đến người Việt Nam. Thì cái Việt Nam của chúng ta không những là bị cái thể chế độc tài nó làm cho khó sống, mà bây giờ đến cả những cái tự nhà gọi là những cái người gọi là đại tỷ phú, họ cũng đã thò những cái bàn tay ra để họ tìm mọi cách để họ gây ra những cái việc mà rất là khó cho cuộc sống của người Việt Nam. Đó là việc mà họ che giấu thông tin, và họ muốn rằng là chỉ bán hàng mà không được bình luận về cái mặt hàng của họ, tức là chỉ được mua mà không được bình luận, không được giải thích gì cả. Thì đấy, cái điều đấy là không thể được. Và cái trách nhiệm báo chí của chúng tôi là chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và đưa ra tất cả những thông tin nào mà bạn đọc và những người tiêu dùng ở Việt Nam quan tâm. Thì các bạn hãy comment ha vào trong cái livestream của chúng tôi ở đây, để chúng tôi có thể biết được là các bạn cần cái gì, cần giúp cái gì, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tìm hiểu và đưa ra những cái chương trình tới đây để phục vụ các bạn tốt hơn và trong thời gian tới. Vâng, vậy là sau cái điều tra của chúng tôi thì các bạn cũng đã biết rồi là đây là chiếc xe VinFast Lux đang ở thành phố Crash, và cái điều đó chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra trong thời gian tới để phục vụ các bạn. Đây là biển số xe của đó, và cái biển số xe này và cái xe này chúng tôi sẽ điều tra tiếp là đang làm gì, đang ở đâu để phục vụ các bạn, và tại sao ông Phạm Nhật Vượng lại đưa ra những hình ảnh, những chiếc xe như vậy để quảng cáo, quảng bá là ra châu Âu để quảng cáo, quảng bá. Nhưng mà cuối cùng là khi mà chúng tôi nói điều tra thì các ông lại xóa tất cả những cái status đấy đi, và các ông lại block những cái người phóng viên như chúng tôi để không cho chúng tôi biết những cái thông tin đó nữa. Đấy, vậy là đây là sự che giấu rất là nghiêm trọng. Và cái điều này thì tôi nghĩ rằng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua, ông mặc dù ông rất ốm rất nặng, nhưng mà ông đã cố gắng là gượng dậy để ông tiếp tục điều hành đất nước. Đây thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng có lần đến thăm công ty VinFast khi họ mới khởi công xây dựng cái nơi ở Hải Phòng. Nhưng tuy nhiên cái vấn đề này ông Nguyễn Phú Trọng phải rất cẩn thận, bởi vì là ông Phạm Nhật Vượng vốn là một cái người đã kinh doanh ở Ukraine rất lâu và từng làm nhà máy mì tôm ở bên đó. Thì các bạn biết rằng mì tôm thì là cái thứ mà làm ăn nhanh, ăn ngay thôi, đưa dây chuyền từ Việt Nam sang để sản xuất rồi bán rồi ăn nhanh thôi. Trong đấy thì ăn xong cũng chả có gì, ăn xong một lúc là đói thôi, chả có gì cả, bán giá rẻ, làm rất nhanh, ăn nhanh vài phút xong là ăn. Thế phải chăng là với cái quan điểm đó thì ông Phạm Nhật Vượng ông đang
tìm cách để cũng lại sản xuất ô tô, vẫn cũng lại sản làm tất cả mọi cái để ông ta gọi là chiếm lĩnh thị trường và ngăn chặn cái sự phát triển của những công ty khác, hoặc là ngăn chặn cái sự những người dân được sử dụng những cái dịch vụ giá thấp hơn và chất lượng tốt hơn mà phải sử dụng những cái dịch vụ như của ông ta. Thì cái điều này ông Nguyễn Phú Trọng phải rất cẩn thận, bởi vì là thêm một thời gian ngắn nữa, nếu ông Nguyễn Phú Trọng không lưu tâm đến những cái doanh nghiệp mà họ sử dụng những cái thủ đoạn gần như là lừa dối người tiêu dùng, lừa dối người dân trong nước như thế này mà vẫn tiếp tục tung hô ông ta, thậm chí là có những cái điều mà như ông Nguyễn Xuân Phúc nói là ông ta nói rằng là chiếc xe Việt này là niềm tự hào của Việt Nam, thì một mức là hơi quá đáng, bởi vì là không ai tự hào với chiếc xe vừa chạy ra đã chảy nước, không ai tự hào với cả chiếc xe mà cơ bản là những cái thiết bị trong đó là đều là do những cái công ty nước ngoài họ thải hồi cái dây chuyền đó rồi họ bán rẻ cho Việt Nam, bán rẻ cho ông Phạm Nhật Vượng để ông làm về ông sản xuất ra ông bán thế thôi. Và những cái dây chuyền đó thì thường là nó đã khấu hao hết rồi. Thì như các bạn đã biết là đây hãng Oper này thì họ đã khấu hao cái Oper K hết rồi, họ dừng bán không sản xuất từ cuối tháng 5 2019 rồi. Còn cái xe Chevrolet thì đã dừng từ năm 2016 rồi, tức là rất lâu rồi. Nhưng mà Việt Nam bây giờ bắt đầu mới mang về để bán và tung hô lên. Thì nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng không cẩn thận với cái tình hình này mà không có cái nghiêm khắc hơn với cả những cái doanh nghiệp mà họ lợi dụng cái hình ảnh của các ông, các lãnh đạo cấp cao để họ kinh doanh, để họ lừa dối người tiêu dùng, lừa dối người dân, thì chắc chắn rằng là cái an nguy của Đảng Cộng sản, an nguy của cái thể chế đấy sẽ rất là nguy hiểm. Ở chỗ khi ông ta Phạm Nhật Vượng, những cái người như thế này họ thò bàn tay, họ mua, họ tham nhũng, họ dùng những cái quan chức tham nhũng, họ mua chuộc được hết. Họ tặng nhà, họ cho tiền, họ ưu đãi đủ thứ. Thì đến lúc mà ông không còn đương chức nữa thì những cái người đó họ sẽ hoành hành và họ sẽ đưa Việt Nam của chúng ta đến một cái nơi mà nó giống như là mà giống giữa một thể chế của mafia, trộn lẫn giữa mafia và chủ nghĩa cộng sản. Nó không phải cộng sản, nó không phải mafia, nó thứ cả hai thứ cộng lại, thì rất nguy hiểm cho mọi người dân. Thì cái điều này ông Nguyễn Phú Trọng phải để ý, và cái đảng của ông chưa chắc đã tồn tại được nếu mà vẫn để những cái người mà lừa dối người dân hoặc là bán những hàng giả, bán hàng không đúng chất lượng ra thị trường như vậy. Và họ sẽ huy động tiền, họ bán cổ phiếu ra để họ huy động tiền, họ tiếp tục làm những cái việc khác nữa, thì cái quản lý nhà nước của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như là vấn đề vai trò chủ tịch nước là lo cho người dân của Nguyễn Phú Trọng sẽ bị mờ nhạt đi. Và lúc đấy rồi thì không thể cứu vãn được, nếu ông Nguyễn Phú Trọng về hưu và không còn làm chống tham nhũng nữa thì những người khác như ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc một vài người khác lên, thì những người đó có thể đấy là cái sân sau của ông, của những cái người doanh nghiệp bẩn, tức là doanh nghiệp bẩn mà họ có thể mua được. Đấy rất nguy hiểm cho cái Đảng Cộng sản cũng như cái thể chế của ông, chứ không phải là cái thế lực nào khác. Đây là những con người rất nguy hiểm, phải điều tra cho cái việc mà tại sao bán hàng giả, tại sao lại bán hàng không đúng chất lượng và nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi người ta mua, người ta lưu thông trên đường, và ngay cả những người đi lưu thông trên đường đó cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu mà chiếc xe này đâm và tai nạn hoặc là gây ra những cái vấn đề về bất an toàn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Vâng, cảm ơn chúng tôi vừa tường thuật cái chương trình ngày hôm nay, đó là cái sự phát hiện của xe VinFast Lux tại thành phố Cas, Áo. Và chắc chắn trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm với các bạn thường xuyên về những cái thông tin này để các bạn biết. Và không phải chỉ ô tô mà chúng tôi sẽ tìm hiểu những cái vấn đề đang rất bức xúc của cái công ty của tập đoàn Vingroup này về vấn đề xây dựng và bán nhà ở và những cái vấn đề khác, hoặc là vấn đề đất đai như thế nào đối với cái người bị lấy đất để mà không được đền bù thỏa đáng. Thì đấy là những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay, và rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Và tất cả các bạn đặt câu hỏi, hãy đặt câu hỏi và hãy nêu cái yêu cầu của mình ngay phía dưới vào cái comment này để chúng tôi có thể đọc. Chúng tôi sẽ sàng lọc và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những cái thông tin mà các bạn yêu cầu, làm sao để cho người dân chúng ta biết được những sự thật và những người lãnh đạo trong nước cũng biết được sự thật để điều hành đất nước một cách tốt hơn, để Việt Nam của chúng ta ngày càng hùng mạnh và tất cả các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng và trên cơ sở là tôn trọng pháp luật cũng như phải tôn trọng cái sự thật và tôn trọng chất lượng và tôn trọng người dùng. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy chú ý bấm theo dõi của trang Facebook Thời báo.de cũng như trang Facebook của Lê Trung Khoa của tôi, cũng như YouTube của Thời báo.de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, thật nhất, và để chỉ phục vụ các bạn mà thôi. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.